Theo cáo trạng, trên cơ sở đề nghị của Ban Tổng Giám đốc và quyền dự án đầu tư dịch vụ truyền hình, ngày 5 tháng 10 năm 2015, Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobile Phone đã ký văn bản số 66 trình Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo điều chỉnh dự án đầu tư dịch vụ truyền hình. Trong đó, Mobile Phone xây dựng dự kiến kế hoạch kinh doanh của AVG từ năm 2015 đến 2020. Trên cơ sở báo cáo đề xuất đầu tư và lập dự án đầu tư của Mobile Phone trình lên, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp xin ý kiến các bộ ngành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobile Phone và giao cho Mobile Phone quyết định đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, quá trình thanh toán tiền mua AVG, các bị cáo nguyên là những cán bộ lãnh đạo của Mobile Phone đã không thanh toán theo tỷ lệ 30%, 70% như khi Mobile Phone xây dựng dự án, mà sử dụng hoàn toàn 100% nguồn vốn của Mobile Phone để thanh toán cho AVG, gây thiệt hại tài sản của nhà nước. Khai tại tòa, bị cáo Phạm Thị Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Mobile Phone thừa nhận việc sử dụng 100% nguồn vốn của Mobile Phone để thanh toán cho AVG là không đúng với nội dung khi xây dựng dự án của Mobile Phone là sử dụng 30% vốn tự có và 70% vốn vay. Bên cạnh đó, do phải rút tiền tiết kiệm trước hạn để thanh toán, nên tiền lãi bị thiệt hại do rút trước hạn là 115 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định việc sử dụng 100% vốn tự có thanh toán cho nhóm cổ đông AVG ảnh hưởng tới doanh thu hoạt động tài chính của Mobile Phone do bị giảm lượng tiền gửi, lãi tiền gửi của Mobile Phone tại ngân hàng. Trách nhiệm chính thuộc về Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Mobile Phone gồm Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đăng Nguyên. Chiều nay, phiên tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo.